Pháp tu tập thứ hai Định niệm hơi thở Bây giờ quý Phật tử tiếp tục tu tập pháp môn thứ hai Định niệm hơi thở Quý vị ngồi xuống, ngồi kiết già hoặc bán già Thẳng lưng, quay mặt vào dách Hai mắt nhìn xuống phía chót mũi Quý vị bắt đầu hít vào một hơi thở chậm, dài Khi nào hít vào, hết sức Thì quý vị lại thở ra cũng chậm nhẹ và dài khi thở ra hết thì quý vị trở lại hơi thở bình thường kèm theo pháp hướng tâm tôi thở tôi biết tôi đang thở khi thở đúng năm hơi thở thì quý vị lại nhắc tâm tôi thở tôi biết tôi đang thở rồi lại tiếp tục thở bình thường như trên khi thấy hơi thở ra vào đều đều tâm gom lại nhân trung thì quý vị không cần phải nhắc câu tôi thở tôi biết tôi đang thở nữa mà phải nhắc bằng câu khác để xả tâm mình trong khi đang thở thí dụ nhắc tâm bằng câu quán ly tham tôi biết tôi đang thở rồi quý vị thở năm hơi thở sau đó lại nhắc tâm quán ly sân tôi biết tôi đang thở rồi thở tiếp năm hơi và nhắc tâm quán ly si tôi biết tôi đang thở rồi quý vị cứ tiếp tục năm hoặc mười hơi thì một lần hướng tâm tác ý như sau quán đoạn dứt tâm tham tôi biết tôi đang thở quán đoạn dứt tâm sân tôi biết tôi đang thở quán đoạn dứt tâm si tôi biết tôi đang thở như thế cứ cách năm hơi thở thì một lần hướng tâm sao cho không có niệm khác xen vào trong khi ta thở và tác ý nếu có niệm xen vào thì rút bớt số hơi thở giữa hai lần tác ý xuống khi tu tập định niệm hơi thở như vậy độ mười phút thì quý vị xả nghỉ nếu quý vị có sức ngồi tu tập bền lâu thì nên tu tập ba mươi phút rồi xả nghỉ suốt trong ngày đêm thọ bát quan trai giới quý vị cứ tu tập từng hành động trong công việc làm hay lúc đi kinh hành luôn luôn tu tập định niệm hơi thở kèm theo pháp hướng để xả tâm thì tâm hồn quý vị sẽ được thanh thản sau đây là bài tham khảo thêm về giới niệm hơi thở ra hơi thở vô để quý phật tử nghiên cứu pháp môn giới niệm hơi thở ra hơi thở vô là một pháp môn mang lại lợi ích rất lớn cho công cuộc chiến đấu với mặt trận sinh tử luân hồi của nhân quả giới niệm hơi thở ra hơi thở vô bắt đầu học tu tập và muốn đạt được một đời sống giới hành niệm hơi thở ra hơi thở vô nghiêm chỉnh thì phải thông hiểu giới đức giới hạnh và giới hành của nó vậy giới đức giới hạnh và giới hành của giới niệm hơi thở ra hơi thở vô là gì Giới đức niệm hơi thở ra hơi thở vô Là những lời dạy đạo đức Về đời sống đạo đức của con người Trong hơi thở tức là chánh nghiệp Giới hạnh niệm hơi thở ra hơi thở vô Là những lời dạy về phạm hạnh Tức là oai nghi tế hạnh Thường thể hiện qua giới hành niệm hơi thở ra hơi thở vô như Nói, nín, tiếp giao với mọi người dân dân những oai nghi tế hạnh như vậy được gọi là chánh nghiệp trước khi muốn tu tập về giới hạnh niệm hơi thở ra hơi thở vô thì các bạn hãy lắng nghe lời đức phật dạy la hầu la này la hầu la hãy tu tập sự tu tập về niệm hơi thở vô hơi thở ra làm cho sung mãn nên được quả lớn được lợi ích lớn và này la hầu la thế nào là tu tập niệm hơi thở ra Hơi thở vô làm cho sung mãn nên được quả lớn, được lợi ích lớn. Kinh Trung Bộ trang 329. Ở đây, lời dạy này có những danh từ khó hiểu như làm cho sung mãn, được quả lớn, được lợi ích lớn. Vậy làm cho sung mãn như thế nào? Được quả lớn, được lợi ích lớn như thế nào? Chữ sung mãn có nghĩa là đầy đủ sung túc, tràn đầy dư thừa không thiếu hụt. Tóm lại, trước khi thực hiện nghĩa này thì phải tập an trú tâm trọn vẹn trong hơi thở an trú tâm trọn vẹn trong hơi thở tức là biết hơi thở vô hơi thở ra một cách nhẹ nhàng tự nhiên thoải mái an lạc đó là làm cho tràn đầy sung túc dư thừa không thiếu về niệm hơi thở quả lớn là gì quả lớn có nghĩa là kết quả to lớn của sự tu tập về hơi thở vô hơi thở ra quả lớn còn nghĩa là kết quả của sự tu tập đạt được sự giải thoát một cách cụ thể rõ ràng hay nói cách khác là làm chủ được sanh và bệnh chết tức là tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ được lợi ích lớn là gì lợi ích lớn có bốn nghĩa là một đời sống được an vui hạnh phúc không có ác pháp nào làm dao động được tâm tâm luôn luôn thanh thản an lạc và vô sự thường thẳng nhiên trước mọi dục lạc thế gian, mọi sự cám dỗ vật chất, mọi ác pháp dân dân. Hai, làm chủ được tuổi già, có nghĩa là khỏe mạnh, quắc thước như một thanh niên cường tráng. Ba, làm chủ được mọi bệnh tật, không sợ ốm đau như người thường tục. Bốn, làm chủ được sự sống chết, muốn sống thì sống, muốn chết thì chết. Năm, chấm dứt tái sanh luân hồi trên đây là năm điều lợi ích lớn của kiếp sống làm người do tu tập hơi thở vô hơi thở ra vậy trước khi muốn tu tập giới hành hơi thở vô hơi thở ra thì chúng ta hãy lắng nghe đức phật dạy la hầu la ở đây này la hầu la vị tỳ kheo đi đến khu rừng đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống và ngồi kiết già dạ, lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt tỉnh giác vị ấy thở vô vị ấy thở ra đọc đoạn kinh này chúng ta cần lưu ý những từ sau đây khu rừng gốc cây ngôi nhà trống ngồi kiết già lưng thẳng an trú chánh niệm trước mặt tỉnh giác vậy khu rừng gốc cây ngôi nhà trống là địa điểm để tu tập có nghĩa là tìm nơi chốn yên tĩnh vắng vẻ để tu tập hơi thở vô hơi thở ra nếu địa điểm không tìm được như trên đức phật đã dạy thì sự tu tập về hơi thở vô hơi thở ra rất khó khăn các phật tử lưu ý những lời dạy này vì nó rất cần thiết cho sự tu tập của quý vị xin quý vị nên nhớ kỹ quý vị đừng cho rằng bất cứ nơi đâu tu cũng được thì đức phật dạy điều này để làm gì có quan trọng đức phật mới dạy như vậy đừng nghe theo những nhà đại thừa và thiền tông họ chỉ nói suông bất cứ chỗ nào tu cũng được tu trong bốn quay nghi tu trong công việc làm lời nói này đi ngược lời dạy của đức phật ngồi kiết già là gì ngồi kiết già là tư thế ngồi xếp bằng tréo hai chân đang vào nhau đó là tư thế ngồi của người tu thiền định tư thế ngồi này rất vững chắc để thân tâm dễ gom vào một đối tượng thân hành nội tức là hơi thở ví dụ đi đứng, nằm, ngồi, co tay, duỗi chân, ngước nhìn, nói, nín, ăn, uống, nhai, nuốt, hơi thở vô, hơi thở ra vân vân, đều là thân hành, nhưng phải rõ tất cả thân hành của thân là thân hành ngoại, chỉ trừ có hơi thở là thân hành nội. Như vậy chúng ta phải hiểu rõ mới có thể tu tập được. An trú chánh niệm là gì? An trú chánh niệm là ở yên ổn trong niệm chân chánh. Niệm chân chánh là gì? trong đạo phật có bốn chỗ niệm chân chánh một niệm thân hai niệm thọ ba niệm tâm bốn niệm pháp chữ chánh niệm ở đây gồm chung có bốn niệm như vậy an trú chánh niệm tức là an trú trong bốn niệm vậy an trú bốn niệm một lần có được không an trú bốn niệm một lần là tu tập tứ niệm xứ cho nên tứ niệm xứ còn gọi là chánh niệm ngoài bốn niệm thân thọ tâm pháp còn có niệm nào khác nữa không trên thân gồm có hai niệm một thân hành niệm nội hai thân hành niệm ngoại trên thọ gồm có ba niệm một niệm thọ lạc hai niệm thọ khổ ba niệm thọ bất lạc bất khổ trên tâm gồm có hai niệm một niệm tịnh hai niệm động trên pháp gồm có hai niệm một niệm thiện hai niệm ác ở đây bài pháp này đức phật đang dạy la hầu la về hơi thở vô hơi thở ra vì thế chánh niệm ở đây phải hiểu là thân hành niệm nội tức là hơi thở vô hơi thở ra vậy an trú chánh niệm trước mặt tức là an trú hơi thở vô hơi thở ra ở trước mặt tỉnh giác nghĩa là gì tỉnh giác nghĩa là biết rất rõ ràng từng chi tiết nhỏ biết rất kỹ lưỡng biết không có mờ mịt một chút xíu nào cả ở đây chúng ta nên hiểu đức phật dạy la hầu la phải biết rất kỹ từng hơi thở vô từng hơi thở ra người giữ gìn giới hành hơi thở vô hơi thở ra có nghĩa là tu tập an trú trong hơi thở vô hơi thở ra phải biết rất rõ ràng không được để quên để mất để mờ mịt hơi thở vô ra vì tâm chúng ta hay quên tức là vô ký nên phải dùng pháp tác ý dẫn tâm tỉnh giác tức là tỉnh thức mãi mãi làm cho tâm sáng suốt thấy biết rất rõ ràng từng hơi thở vô ra hít vô tôi biết tôi hít vô thở ra tôi biết tôi thở ra an trú được trong hơi thở là đạt được căn bản về phương pháp tu định niệm hơi thở để thực hiện giới hành này chúng ta nên theo lời đức phật dạy tôn giả la hầu la mà tu tập như sau Trước tiên, chúng ta tìm nơi vắng vẻ, yên tĩnh, rồi tập ngồi kiết già lưng thẳng. Sau khi tập ngồi kiết già lưng thẳng được, có nghĩa là ngồi tréo chân mà không thấy khó chịu, hoặc đau, hoặc tê chân chừng nửa tiếng đồng hồ. Khi ngồi được nửa tiếng đồng hồ yên ổn thì mới đặt niệm hơi thở vô, hơi thở ra trước mặt và tác ý như sau: Hít vô, tôi biết tôi hít vô. Thở ra, tôi biết tôi thở ra khi tắt ý xong câu này ta truyền lệnh hít truyền lệnh xong ta mới hít vô tỉnh thức rất kỹ theo hơi thở vô sau khi hơi thở vô hết ta truyền lệnh thở khi truyền lệnh xong ta mới thở ra và phải sáng suốt tỉnh thức theo hơi thở ra cứ như vậy mà tu tập một phút nếu tu tập một phút mà sức tỉnh thức rất tốt không quên hơi thở nào có nghĩa là trong một phút không bao giờ ta quên hơi thở mà cũng có nghĩa là trong một phút không có một niệm vọng tưởng nào xen vào được lúc bấy giờ mới tăng thời gian tu tập lên nếu một phút tu tập tốt ta tăng lên hai phút rồi ba phút rồi bốn năm phút sau khi đạt được năm phút rất tỉnh thức hơi thở ra vô ta tăng lên sáu bảy tám chín mười phút sau khi tăng lên mười phút ta soát xem lại toàn bộ cơ thể có xảy ra trạng thái gì không ví dụ nặng đầu, nặng mặt, choáng váng chóng mặt vân vân. Khi có những trạng thái như vậy xảy ra thì nên báo cho thầy biết để kịp thời sửa lại cho đúng cách tu tập, để tâm không bị ức chế, cơ bắp và thần kinh không bị rối loạn chân vân. Trong giới hành về hơi thở vô hơi thở ra có 19 đề mục tu tập, 19 đề mục định niệm hơi thở được chia ra làm hai phần. Một bảy đề một đầu nhiếp tâm và an trú tâm hai mười hai đề một sau đẩy lui các ác pháp lưu ý cách ngồi khi tu tập định niệm hơi thở như trên đã dạy khi tu tập định niệm hơi thở thì phải ngồi kiết già nếu chưa quen thì tạm thời ngồi bán già nhưng phải tập ngồi kiết già cho được giữ lưng ngay thẳng không khòm không nghiêng tới trước hay ngã sang bên cũng không rướn người quá cao chỉ giữ ở mức thoải mái mà thẳng lưng lúc này quý phật tử phải kiểm soát lưng cho thẳng sau mỗi vài phút đầu ngẩng lên thẳng với lưng không cúi tới trước không nghiêng sang bên quý phật tử cũng phải kiểm soát giữ đầu thẳng sau mỗi vài phút mắt nhìn xuống phía chóp mũi ý tập trung ở điểm giữa nhân trung để cảm nhận hơi thở đi vào và đi ra ngang qua điểm này hai tay úp trên đầu gối hay buông thõng trước hai ống chân hoặc để ngửa chồng lên nhau tựa sát bụng đặt trên hai gót chân để tay đâu cũng được miễn sao cho thoải mái sau khi ngồi đúng tư thế xong không nhúc nhích động đậy nhưng không gồng cứng cơ bắp nào giữ yên tĩnh toàn thân ít nhất vài phút thoải mái cảm nhận toàn thân và cảm nhận hơi thở vô ra tự nhiên lưu ý và giữ sự tự nhiên này của hơi thở chuẩn bị như thế xong quý phật tử mới bắt đầu tu tập theo các đề mục của định niệm hơi thở bảy đề mục đầu nhiếp tâm và an trú tâm một đề mục thứ nhất hít vô tôi biết tôi hít vô Thở ra, tôi biết tôi thở ra. Đó là đề mục thứ nhất để tu tập nhiếp tâm trong hơi thở. Đề mục này tập trung tâm tại nhân trung giữa hai lỗ mũi, biết hơi thở ra vô tại chỗ đó, chứ không được theo hơi thở vô lòng ngực và ngược lại, hơi thở từ lòng ngực chạy ra. Nếu các bạn nhiếp tâm được 30 phút mà không quên hơi thở, tức là không có tạp niệm xen vào, thì đó là các bạn đã tu tập viên mãn đề mục thứ nhất khi tu tập viên mãn đề mục thứ nhất thì quý phật tử nên xin thầy kiểm tra hơi thở rồi mới xin thầy cho tu tập tiếp đề mục thứ hai mới làm quen với hơi thở thì quý phật tử không nên tu tập nhiều mà chỉ nên tu tập thời gian ngắn từ một phút đến năm phút rồi xả nghỉ năm phút khi nghỉ năm phút xong lại tiếp tục tu tập bắt đầu tu tập chỉ tu tập một phút để đạt được chất lượng tức là nhiếp tâm và an trú tâm cho được, có nghĩa là không còn có một niệm nào xen vào trong hơi thở, và lúc bấy giờ tâm chỉ duy nhất biết có hơi thở ra vào một cách nhẹ nhàng, thoải mái và dễ chịu. Đấy là quý Phật tử tu tập đúng pháp. Còn ngược lại, có chứng ngại pháp, hô hấp rối loạn, tức ngực đau đầu khó thở thì đó là tu sai pháp, có phần ức chế tâm cần phải dừng lại, không nên tu tập nữa phải nhờ thầy kiểm tra lại hơi thở chừng nào thầy cho phép thì mới tu hơi thở là thân hành nội nên khi tu tập phải có một vị thầy có kinh nghiệm về hơi thở hướng dẫn còn nếu không có người hướng dẫn thì quý phật tử đừng nên tự ý tu tập nó rất nguy hiểm xin quý phật tử lưu ý hai la mã đề mục thứ hai hít vô dài tôi biết tôi hít vô dài thở ra dài, tôi biết tôi thở ra dài. Đề mục này là đề mục vận dụng điều khiển hơi thở. Nó có mục đích làm giảm nhẹ nơi tập trung tâm và sức tập trung rất cao để đạt được chất lượng nhiếp tâm và an trú trong thời gian tu tập không bị tạp niệm xen vào. Đó là một phương pháp gom tâm đệ nhất. Nhưng quý Phật tử nên nhớ, tu theo Phật giáo không được tập trung tâm một chỗ vì tập trung tâm một chỗ rất nguy hiểm có thể làm rối loạn các cơ và thần kinh gây ra bệnh tưởng bệnh tẩu hỏa nhập ma khiến con người mất trí khi tu tập đề mục này thì chú ý vào hơi thở chậm và nhẹ vì khi tác ý như vậy thì hơi thở sẽ bắt đầu thở chậm và nhẹ một cách tự nhiên chứ không ép buộc không dùng các cơ vận dụng thở chậm và nhẹ dùng các cơ vận dụng thở chậm và nhẹ là sai ở đây chỉ cần tác ý hơi thở chậm nhẹ thì tự động hơi thở sẽ thở chậm nhẹ lúc bấy giờ chúng ta chỉ cần tác ý theo đề mục đã trạch pháp câu hít vô dài tôi biết tôi hít vô dài thở ra dài tôi biết Tôi thở ra dài. Ba, đề mục thứ ba. Hít vô ngắn, tôi biết tôi hít vô ngắn. Thở ra ngắn, tôi biết tôi thở ra ngắn. Đó là đề mục thứ ba của định niệm hơi thở, khi chúng ta muốn hơi thở ngắn thì tác ý câu này. Hít vô ngắn, tôi biết tôi hít vô ngắn. Thở ra ngắn, tôi biết tôi thở ra ngắn. Đây là cách điều khiển hơi thở ngắn bằng pháp như lý tác ý xin các bạn lưu ý do tu tập về hơi thở nên phải làm chủ được hơi thở muốn thở dài thì hơi thở dài muốn thở ngắn thì hơi thở ngắn khi nào chúng ta thở dài thở ngắn mà không thấy có sự rối loạn hô hấp đó là chúng ta đã làm chủ hơi thở thành công riêng về phần tu tập hơi thở thì nên tu tập hơi thở bình thường là tốt nhất không nên vận dụng hơi thở dài hoặc hơi thở ngắn bốn la mã đề mục thứ tư cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra đây là đề mục dời tụ điểm không còn thấy hơi thở ra vô tại nhân trung nữa nhờ câu tác ý nên mỗi lần hít thở ta sẽ cảm nhận sự rung động của toàn thân một cách tự nhiên trong pháp thân hành niệm dậy cảm giác thân hành tôi biết tôi hít vô cảm giác thân hành tôi biết tôi thở ra chỗ này tu tập đến khi nào từng hơi thở cảm nhận được sự rung động của toàn thân thì đó là kết quả của đề mục này năm đề mục thứ năm an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra đây là một đề mục rất quan trọng trong sự tu tập mà đức phật thường nhắc nhở nhiếp tâm và an trú tâm từ đề mục thứ nhất đến đề mục thứ tư là những đề mục nhiếp tâm còn đề mục thứ năm này là đề mục an trú tâm chứ không còn là đề mục nhiếp tâm nữa đề mục này rất quan trọng và lợi ích to lớn trong việc đẩy lui các chướng ngại pháp trên thân thọ tâm và pháp đề mục này tu xong cũng giống như người lính đánh trận có chiến hào vì thế tất cả cảm thọ không thể tấn công được đây là phương pháp làm chủ bệnh mà tứ niệm xứ thường dạy trên thân quán thân để khắc phục tham ưu trên tâm quán thân để khắc phục tham ưu trên thọ quán thọ để khắc phục tham ưu trên pháp quán pháp để khắc phục tham ưu quý phật tử nên lưu ý đề mục này nó rất quan trọng trong sự tu tập làm chủ sanh già bệnh chết an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra đề mục này tu tập an trú tâm vào hơi thở để diệt trừ các bệnh khổ khi thân có bệnh thì nó là nơi ẩn núp để chiến đấu với giặc bệnh tử cho nên tác ý câu an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra rồi nương vào hơi thở hơi thở thứ nhất biết thân mình đang an ổn hơi thở thứ hai thân mình đang an ổn hơi thở thứ ba thứ tư thứ năm cũng vậy nhắc câu tác ý lại một lần nữa rồi từng hơi thở kỹ lưỡng nương vào mà cảm nhận thân an ổn chưa an ổn thì tiếp tục tác ý rồi nương nó nữa cảm nhận nó nữa sáu la mã đề mục thứ sáu cảm giác tâm hành tôi biết tôi hít vô cảm giác tâm hành tôi biết tôi thở ra đề mục này là để hướng dẫn chúng ta ý thức nhận xét sự hoạt động của tâm theo từng hơi thở ra vô chứ không phải biết hơi thở ra vô bình thường do đó mỗi lần hít vô hay thở ra chúng ta đều lắng nghe tâm đang có niệm hay không niệm khi tu tập lắng nghe tâm trong từng hơi thở mà thấy tâm lặng lẽ bất động không một niệm xen vào trong suốt ba mươi phút hay một giờ là chúng ta đã đạt được kết quả tu tập về đề mục này 7. đề mục thứ bảy An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô An tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra Khi tâm chúng ta đang bị động Mà không có cách nào làm cho nó an được Thì chúng ta sử dụng ngay đề mục này Bằng phương pháp như lý tác ý An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô An tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra Cứ mỗi lần tác ý như vậy là chúng ta cảm nhận như tâm chúng ta có sự an ổn trong im lặng và mỗi lần hơi thở ra vô là tràn ngập sự an ổn của thân và tâm Nếu kết quả này kéo dài từ 1 giờ đến 2 giờ là chúng ta đã hoàn thành đề mục này Chính trạng thái tâm an tịnh này tạo nên năng lực đẩy lui các cảm thọ trong tâm dễ lắm, không còn tạp tưởng, dù có những tư tưởng mạnh như thế nào đi nữa, cũng đẩy lui được hết. 12 Đề Mục Ly Ác Pháp 12 Đề Mục định niệm hơi thở về sau là phần quán ly tham ly sân ly si muốn ly tham sân si mạng nghi và các chướng ngại pháp khác đều phải ở trong trạng thái an tịnh của thân tâm thì mới phá năm triền cái và các ác pháp rất dễ dàng không còn khó khăn mệt nhọc mười hai đề mục định niệm hơi thở ly ác pháp và các chướng ngại này gồm có một la mã đề mục thứ tám quán thân vô thường tôi biết tôi hít vô quán thân vô thường tôi biết tôi thở ra khi thân tâm được an trú trong hơi thở vô hơi thở ra thì suốt trong thời gian tu tập hơi thở quý vị thỉnh thoảng tác ý câu này quán thân vô thường tôi biết tôi hít vô quán thân vô thường tôi biết tôi thở ra nương vào hơi thở vô ra và tác ý như vậy thì giúp cho quý phật tử có một nội lực mạnh mẽ cảm thấy thân vô thường thật sự từ đó thân kiến kiết sử bị đoạn dứt đây là tu tập đề mục định niệm hơi thở câu hữu với pháp tác ý các pháp vô thường để diệt ngã xả tâm quán thân vô thường có nghĩa là thấy thân thay đổi từng phút từng giây như thật thân không còn chỗ nào là thường còn bất di bất dịch cho nên biết thân vô thường là biết thân này không phải là ta không phải của ta không phải bản ngã của ta do biết rõ như vậy là nhờ hàng ngày tác ý đề một thứ tám của định niệm hơi thở quán thân vô thường tôi biết tôi hít vô quán thân vô thường tôi biết tôi thở ra hai la mã đề mục thứ chín quán thọ vô thường tôi biết tôi hít vô quán thọ vô thường tôi biết tôi thở ra đề mục này tu tập như đề mục thứ tám quán thân vô thường để thấm nhuần thọ là vô thường thật sự khiến cho khi thân có bệnh tật khổ đau thì tâm không dao động không sợ hãi đó là mục đích của đề mục này Vậy, muốn tâm bất động trước các cảm thọ thì đề mục này phải cần siêng năng tu tập không được biến trễ. Đây là tu tập định niệm hơi thở, câu hữu với pháp tác ý. Quán thọ vô thường, cảm thọ mà biết nó thật sự vô thường thì quý Phật tử không còn lo sợ khi thân có bệnh. Giả lại thường tác ý quán thọ vô thường tôi biết tôi hít vô quán thọ vô thường tôi biết tôi thở ra và an trú trong hơi thở ra vô nên bệnh tật tức khắc đã biến mất ở đây có ba đề mục định niệm hơi thở gom lại thành một nội lực rất mạnh đó là một đề mục thứ năm của định niệm hơi thở an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô an tịnh thân hành Tôi biết tôi thở ra hay Đề mục thứ bảy của định niệm hơi thở An tịnh tâm hành Tôi biết tôi hít vô An tịnh tâm hành Tôi biết tôi thở ra 3. Đề mục thứ chín của định niệm hơi thở Quán thọ vô thường Tôi biết tôi hít vô Quán thọ vô thường Tôi biết tôi thở ra đây là ba đề mục diệt trừ ác pháp cảm thọ Khiến chúng không còn tác động vào thân tâm quý Phật tử được nữa Một cây làm chẳng nên non Ba cây dụm lại nên hòn núi cao Nếu quý Phật tử tu tập ba đề mục này Có chất lượng đầy đủ Thì không có bệnh khổ nào Dám bén mãn vào thân quý vị được Đây là pháp môn tu tập định niệm hơi thở kết hợp với pháp môn tứ niệm xứ để diệt trừ các bệnh khổ nơi thân tâm của quý vị lợi ích lớn như vậy cho đời người xin quý vị hãy cố gắng tu tập cho thuần thục đừng tu tập lấy có chẳng giải quyết được những gì phí thời gian và công sức ba la mã đề mục thứ mười quán tâm vô thường tôi biết tôi hít vô quán tâm vô thường tôi biết tôi thở ra Người ở ngoài đời cũng như các tôn giáo khác Trong đó có Đại Thừa, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Pháp Hoa Tông, Mật Tông, dân dân Điều cho tâm này là linh hồn, là Phật tánh, là tánh không, là chân như, là trí tuệ bát nhã, là bản thể của dạng hữu dân dân Đó là một sự hiểu biết lầm lạc bằng ảo tưởng Tâm là một xứ trong tứ niệm xứ Thân, thọ, tâm, pháp cho nên quán tâm vô thường cũng như quán thọ hay quán thân vô thường vậy Hằng ngày quán tâm vô thường để chúng ta không bị kiến chấp linh hồn Phật tánh thượng hằng của tà giáo ngoại đạo Và luôn nhờ có quán tâm vô thường Nên từng tâm niệm sanh khởi chúng ta không bị dính mắt và chấp đắm Đây là tu tập định niệm hơi thở câu hữu với tứ niệm xứ. Bốn La Mã Đề Mục Thứ Mười quán các pháp vô thường tôi biết tôi hít vô quán các pháp vô thường tôi biết tôi thở ra đây là một đề mục tu tập hơi thở trong pháp môn tứ niệm xứ để thấm nhuần các pháp đều vô thường nhờ thế các pháp đến với chúng ta là chúng ta đều buông xả sạch vì chúng ta hiểu buông xuống đi hãy buông xuống đi chớ giữ làm chi có ích gì thở ra chẳng lại còn chi nữa các pháp vô thường buông xuống đi đề mục này siêng năng tu tập khi đã thấm nhuần thì có ích lợi rất lớn đó là nhìn các pháp mà không dính mắt không chấp trước nhìn các pháp để tìm lỗi mình không tìm lỗi người tìm lỗi mình để sửa mình không còn phiền não khổ đau tìm lỗi mình để biết thương yêu mọi người tìm lỗi mình để mình trở nên người thiện người hiền người tốt người làm chủ được tâm mình năm la mã đề mục thứ mười hai quán ly tham tôi biết tôi hít vô quán ly tham tôi biết tôi thở ra theo lời đức phật dạy chỉ cần từ bỏ được tâm tham là nhập vào Niết Bàn Chấm dứt tái sanh luân hồi Như vậy hằng ngày quý Phật tử thường tác ý câu Quản ly tham tôi biết tôi hít vô Quản ly tham tôi biết tôi thở ra Rồi nương vào hơi thở nhiếp tâm và an trú như các đề mục trên đã dạy Thì ngũ triền cái Tham, sân, si, mạng, nghi Sẽ bị diệt trừ một cách dễ dàng trong đề mục này Khi tâm tham đã được ly ra thì tâm chúng ta luôn luôn thanh thản, an lạc và vô sự. Tâm thanh thản, an lạc và vô sự là tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Sáu La Mã Đề Mục Thứ Mười Ba Quán Ly Sân Tôi biết tôi hít vô Quán Ly Sân Tôi biết tôi thở ra Nếu tâm sân đã được từ bỏ sạch Thì Niết Bàn ở tại đó chỉ cần chuyên tu tập một đề mục này, để từ bỏ được tâm sân thì con đường tu của Phật giáo đâu mấy khó khăn. Phải không quý Phật tử? Như lời dạy dưới đây, Đức Phật đã bảo đảm với chúng ta, điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các Tỳ kheo, hãy từ bỏ một pháp ta bảo đảm cho các ngươi không đi đến lại tái sanh thế nào là một pháp sân này các tỳ kheo là một pháp các ngươi hãy từ bỏ ta bảo đảm cho các ngươi không đi tái sanh thế tôn nói lên ý nghĩa này ở đây điều này được nói đến theo lời dạy trên của ngài a nan chúng ta chỉ cần tu tập một đề mục này cũng đủ chứng đạo quả giải thoát chấm dứt tái sanh luân hồi chỉ trong một đời này mà thôi bảy la mã đề mục thứ mười bốn quán từ bỏ tâm tham tôi biết tôi hít vô quán từ bỏ tâm tham tôi biết tôi thở ra đề mục này tu tập cũng giống như đề mục quán ly tham nhưng ở đây từ bỏ mạnh hơn vậy khi tu tập ly được tâm tham thì chúng ta lại kế tiếp tu tập từ bỏ tâm tham thì lại thấm nhuần nhiều hơn và tâm tham sẽ bị diệt trừ khi tu tập ly được tâm tham thì phải cố gắng tu tập từ bỏ tâm tham như vậy quý phật tử thấy rất rõ ràng muốn diệt trừ một ác pháp nào trong tâm của chúng ta đều phải từ dễ đến khó từ ly đến từ bỏ là một đoạn đường tu tập để diệt trừ lòng tham dục của chúng ta Chính nó là gốc sanh ra muôn vàng sự khổ đau của loài người. Mong quý Phật tử hiểu rõ những điều này để nhiệt tâm tu tập, ngõ hầu được ra khỏi mọi sự khổ đau của kiếp làm người. Tám La Mã Đề Mục Thứ Mười Lăm Quán từ bỏ tâm sân Tôi biết tôi hít vô Quán từ bỏ tâm sân Tôi biết tôi thở ra Đề mục này tu tập cũng giống như đề mục quán ly sân nhưng ở đây nó mạnh hơn là quán từ bỏ tâm sân nếu người nào bền chí tu tập chỉ một đề mục này thôi cũng đủ làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi ở đây quý phật tử thấy có hai tâm mà cần phải tu tập xả ly từ bỏ và diệt trừ đó là tâm tham và tâm sân. Có hai tâm này mà đã chiếm bốn đề mục tu tập của định niệm hơi thở. Một, ly tâm tham. Hai, ly tâm sân. Ba, từ bỏ tâm tham. Bốn, từ bỏ tâm sân. Bốn đề mục này quý Phật tử tu tập nhuần nhuyễn, rồi mới tiến tới tu tập đề mục thứ mười sáu. La Mã Đề mục thứ 16 Quán đoạn diệt tâm tham tôi biết tôi hít vô Quán đoạn diệt tâm tham tôi biết tôi thở ra Đề mục tu tập này có một sự quyết liệt mạnh mẽ hơn những đề mục trên Vì đoạn diệt tâm tham ở trên chỉ có ly và từ bỏ Mà chưa làm cho nó tuy diệt Tại sao chỉ có tâm tham mà phải ba đề mục tu tập cẩn thận như vậy? Kính thưa quý Phật tử Tâm tham dục là một nguyên nhân sinh ra muôn thứ khổ đau của loài người như trên đã nói vì thế nó quan trọng đệ nhất trong các pháp ác cho nên tu tập tế đề mục này quý phật tử phải có sự quyết định mạnh mẽ không thể lôi thôi với tâm tham dục được đây là một pháp môn quyết liệt diệt trừ tâm tham vì chính tâm tham dục của loài người mà con người phải chịu khổ đau vô vàn đề mục thứ mười sáu này là một pháp môn quyết định con đường tu tập của đạo phật diệt trừ tận gốc đau khổ. Vậy quý Phật tử hãy cố gắng lên. Đây là pháp môn cứu cánh thoát kiếp khổ đau của con người mà mọi người phải tự thắp đuốc lên mà đi, không ai đi thay thế cho ai được. Một phương pháp quá đơn giản. Quán đoạn diệt tâm tham, tôi biết tôi hít vô. Quán đoạn diệt tâm tham, tôi biết tôi thở ra. Cứ như thế nương vào hơi thở, tu tập từ 1 đến 30 phút. Sự tu tập ấy quá dễ dàng không có khó khăn, không có mệt nhọc Chỉ còn có siêng năng tu tập là đạt kết quả mỹ mãn Mười La Mã, đề mục thứ mười bảy Quán đoạn diệt tâm sân, tôi biết tôi hít vô Quán đoạn diệt tâm sân, tôi biết tôi thở ra Đề mục này cũng có một sự quyết định cuộc đời tu hành của mình được hay không được Nếu một người tu hành mà tâm sân còn Thì có nghĩa lý gì là một tu sĩ Phật giáo, phải không quý Phật tử? Sân là một tính rất xấu và cực ác. Lúc sân, nó có thể giết người, làm bất cứ một việc gì. Lúc sân, nó cũng không sợ bất cứ một thứ gì. Biết sự nguy hiểm của tâm sân như vậy, nên chúng ta quyết liệt đoạn diệt tâm sân tận gốc, không còn để một chút xíu trong tâm. Phải chấm dứt ngay liền chính dứt được tâm sân là niết bàn ngay liền tại đây đâu có xa gì vì tâm sân diệt là tâm tham diệt tâm sân còn là tâm tham còn trong hai tâm này diệt một tâm này thì tâm kia phải diệt biết rõ điều này nên đức phật đưa vào định niệm hơi thở sáu đề mục liên tục để diệt trừ tâm tham và tâm sân quán đoạn diệt tâm sân tôi biết tôi hít vô quán đoạn diệt tâm sân tôi biết tôi thở ra đó là một câu tác ý nương theo hơi thở để diệt tâm sân một cách tuyệt vời nếu quý phật tử chuyên cần tu tập hạt ngày tránh giờ nào tu tập giờ nấy suốt thời gian tu tập một năm tâm sân của quý vị sẽ bị diệt trừ tâm quý vị sẽ như đất không còn chướng ngại pháp nào làm quý vị sân được. 11 La Mã, à. đề mục thứ 18 Quán tâm định tĩnh, tôi biết tôi hít vô. Quán tâm định tĩnh, tôi biết tôi thở ra. Đây là đề mục phá tâm si. Quý Phật tử phải cố gắng tu tập với đề mục này cho nhuần nhuyễn. Khi tu tập đã nhuần nhuyễn, thì không bao giờ có hôn trầm, thùy miên và vô ký đến thăm quý vị nữa. Nếu quý Phật tử tu tập chưa nhuần nhuyễn, thì quý vị sẽ bị hôn trầm thùy miên đánh gục. Hôn trầm thùy miên là một pháp cực ác đối với những người tu hành theo Phật giáo. Cho nên, trước khi muốn tu tập một pháp môn nào, có thể sử dụng đề mục này trước để giữ tâm được tỉnh táo, không bị những trạng thái si mê xen vào trong lúc tu tập. Nếu quý Phật tử diệt trừ tâm tham, tâm sân ở các đề mục trên, thì đến đề mục thứ 18 này, tâm si cũng đã bị diệt mất. Vì thế khi tu tập đề mục này, quý Phật tử chỉ cần tác ý. Quán tâm định tĩnh, tôi biết tôi hít vô. Quán tâm định tĩnh, tôi biết tôi thở ra. Là tâm định tĩnh có ngay liền. 12 La Mã Đề mục thứ 19 Giới tâm giải thoát, tôi biết tôi hít vô. Giới tâm giải thoát, tôi biết tôi thở ra. Đây là đề mục cuối cùng của định niệm hơi thở khi tất cả các đề mục trên đều đã hoàn tất viên mãn thì đến đề mục này là tâm bất động hoàn toàn. Có nghĩa là tâm lúc nào cũng thanh thản, an lạc và vô sự, tức là tâm ở trạng thái không phóng dật. Xưa Đức Phật đã xác định cho chúng ta biết, trạng thái này là cứu cánh niết bàn. Ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật muôn pháp lành cũng đều nơi đó sinh ra đây là đề mục thứ mười chín của định niệm hơi thở một đề mục chỉ cho trạng thái niết bàn với tâm giải thoát tôi biết tôi hít vô với tâm giải thoát tôi biết tôi thở ra khi tâm ở trong trạng thái bất động niết bàn thì tâm không phóng dật theo các pháp nên tâm luôn luôn tự nhiên ở trên hơi thở ra hơi thở vào cho nên câu tác ý với tâm giải thoát tôi biết tôi hít vô với tâm giải thoát tôi biết tôi thở ra là chỉ rõ tâm bất động là luôn luôn biết hơi thở ra vào nhẹ nhàng êm ái mà không do dụng công chút nào cả nếu còn dụng công để tâm biết hơi thở ra vào là chưa giải thoát. Định niệm hơi thở rất tuyệt vời. Nếu người nào cứ theo đúng 19 đề mục của định niệm hơi thở này tu tập, mỗi đề mục đều có kết quả thì đến đề mục thứ 19 sẽ nhập vào chỗ tâm bất động một cách dễ dàng. Chỗ tâm bất động là niết bàn, là cứu cánh của Phật giáo. Tác ý đề mục với tâm giải thoát tôi biết tôi hít vô với tâm giải thoát tôi biết tôi thở ra này cũng như quý phật tử tác ý tâm thanh